Chào mừng quý bà con quay trở lại chương trình mỗi ngày một sản phẩm của chúng tôi. Ngày hôm nay xin mời quý bà con cùng ra vườn điều trải nghiệm máy thổi lá 80cc. Máy thổi lá có dung tích xi lanh là 80cc, dùng nhiên liệu xăng pha nhớt với tỷ lệ 20 năm trên 1, 20 năm lít xăng với 1 lít lít nhớt rất dễ pha nguyên liệu. Máy thổi bụi 80cc có lưu lượng khí trung bình 0,5 mét khối trên dây giúp thổi bụi, thổi lá cây, các cành nhỏ vô cùng hiệu quả. Công suất máy thổi lá đeo vai lên tới 3.000 bắc cho khả năng vận hành mạnh mẽ, làm việc đạt hiệu quả cao. Motor của máy quay với tốc độ không tải đạt 7.000 vòng phút, sử dụng động cơ 2 thì tiêu hao nhiên liệu ít. Bình xăng con màng bơm tiết kiệm nhiên liệu, dung tích bình xăng 3 lít. Máy thổi lá có quai đeo vai cực kỳ êm ái, chịu lực tốt, đệm lưng thoải mái, tránh đau nhức mỗi lưng khi làm việc lâu với máy, đệm lưng thoáng khí tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Trọng lượng máy thổi bụi là 10kg, đeo vai nhẹ nhàng. Máy thổi lá cây 80cc khởi động giật nổ bằng tay nhẹ nhàng, làm việc được ở mọi khoảng cách. Tay cầm an toàn, thoải mái có thể ngăn chặn tĩnh điện. Tay cầm tự khóa. Boe có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ. Máy thổi bụi, thổi lá chạy ít trung, tốc độ ổn định, cấu tạo chắc chắn. ưu điểm Thiết kế bộ khởi động cao cấp đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng. Tay cầm an toàn, thoải mái có thể ngăn chặn tĩnh điện. Boe có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ tay cầm tự khóa sang trọng, dây đeo, mềm mại, thoải mái, máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió lớn, cấu tạo chắc chắn, thiết kế gọn, đeo lưng thuận tiện. Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành, tuy nhiên tùy vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kền, vân vân. Ứng dụng máy thổi lá 80cc Máy thổi lá là một sản phẩm được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp của nước ta. Chiếc máy thổi lá này như bà con đã biết thì công dụng chính của nó là giúp bà con dọn dẹp vệ sinh vườn tược bằng cách gom lá lại tránh những rủi rõ cho vườn cây như nảy sinh sâu bệnh, nấm, cháy vân vân. Ngoài ra công dụng của máy ở một số nơi còn dụng làm các công việc khác như ở các công trường thì máy được dùng để vệ sinh bụi bẩn, trên các bờ trường, hay dưới mặt bằng làm việc vân vân. bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con